Các bạn thấy bắt mắt không? Cái đậu hũ với lại một ít bột nghệ, bạn để chút xíu thôi nhưng mà nó lên màu rất là dữ. Nó vàng đẹp ghê không? Ở trên này mình có cho nó thêm lên một lớp tiêu nữa các bạn. Xin chào các bạn, bữa nay ẩm thực chay giới thiệu với bạn là cái món cải mặn xào hộp vịt chay nha. Ở đây nguyên liệu mình có cái miếng đậu hũ trắng này các bạn, đậu hũ non á, các bạn mua ở chợ về rồi mấy bạn nghiền cho nhuyễn ra. Bắt đầu mình làm thôi các bạn. Cái đậu hũ mà mấy bạn đã tán nhuyễn xong á, mấy bạn cho vào đây thêm một phần tư muỗng cà phê bột nghệ nha mấy bạn, để tạo màu á, giống hộp vịt đó. Rồi mấy bạn trộn đều lên nha, để ít thôi nha, đừng để nhiều á, để nhiều cái nghệ khó ăn, thứ hai nữa là nó đắng, cho nên mấy bạn cũng ít ít thôi. Còn cái này là cải muối nữa bạn, cải muối mà người ta sắc sợi, người ta muối xong người ta phơi khô đó bạn. Này mình mua ở Bạc Liêu nè, cải muối này rất là mặn, cho nên lúc nãy mình đã ngâm nước rồi cái khoảng 15-20 phút gì đó, mình xả lại 2-3 nước để cho nó bớt cái độ mặn đi. Rồi mình đã dắt cho nó khô nước rồi nè, chút xíu nữa mình xào, xào xong mình cho cái đậu hũ nó vào đó. Rồi bây giờ bắt đầu tiến hành mình làm nha mấy bạn. Giờ chảo mình nó nóng rồi, mình cho dầu vào các bạn, ít dầu thôi nha. Rồi chúng ta cho tỏi vào phi nó lên nha các bạn. Các bạn biết tại sao mình làm những món ăn chỉ đơn giản, không có cầu kỳ giống như những cái kênh ẩm thực khác không? Bởi vì mình thứ nhất là không có thời gian để làm những món ăn cầu kỳ đó. Thứ hai nữa, mình chia sẻ những cái bữa ăn đơn giản cho người ăn chay là này nó vừa rẻ tiền mà vừa thay đổi khẩu vị hàng ngày luôn mấy bạn. Làm những món ăn kia nó rất là cầu kỳ với lại nó tốn kém dữ lắm. Mấy món này thì rẻ tiền nhưng mà chúng ta thay đổi ăn hàng ngày được. Cho nên mấy bạn mỗi ngày có một món ăn mới, một món ăn mới vậy đó mấy bạn. Còn nếu mà kiểu giống như một món lặp đi lặp lại hoài mấy bạn rất là ngán đó. Còn nếu làm những món ăn kia thì mấy bạn lại không có thời gian các bạn nấu. Ví dụ như các bạn đi làm về mà thời gian để nấu làm ra rất là cực công, cho nên nó thời gian đó. Mình món này nè, nó vừa rẻ mau lẹ mà ngon nữa. Đầu từ thôi, để lửa nhỏ thôi nha. Khi nào mà cải mình nó bắt đầu nó hơi vàng vàng lên á thì mình cho đậu hũ vào. Thì trong thời gian này mình cũng nêm gia vị luôn nha mấy bạn. Mình cho vào đây một muỗng cà phê đường nha, tại vì cải muối của mình nó sẵn mặn sẵn rồi. Mấy bạn có thể là nêm thêm xíu muối thôi, tại mình xả bớt cái độ muối nó ra có khi nó lạc luôn. Các bạn chủ yếu là đường với bột ngọt, mấy bạn cho nhiều. Nếu nêm mà cảm thấy nó còn lạc thì mấy bạn thêm muối nha, còn nếu mà nó không lạc thì đừng có thêm gì hết trơn nha mấy bạn. Để thêm muối vô nữa nó mặn dữ lắm à. Mình ăn chay trường cũng 6-7 năm rồi. Này là những món ăn này thì ăn uống hàng ngày, hồi nhỏ thì cũng nhờ mẹ chỉ dạy. Bây giờ mình có ở đây mình chia sẻ lại những bữa ăn hàng ngày đó. Thì mong các bạn theo dõi, mà nếu thấy kênh của mình hay thì mấy bạn ủng hộ tiếp mình nha. Bấm cho mình cái đăng ký với lại một cái lượt chia sẻ để ủng hộ cho kênh mình nha. Giờ mình cho đậu hũ vào nha mấy bạn. Nếu thời gian tới mà cái kênh mình ảnh mình có được cái thời gian rộng rãi chút xíu, mình sẽ chỉ cho mấy món ăn đơn giản nhưng mà chủ yếu là trang trí dĩa này kia như thế nào, làm những món ăn nó cho nó đẹp bắt mắt lên nha. Tại mình đi làm về nhiều khi tới 6-7 giờ tối rồi tối mình lại nấu nữa, thành ra nó rất là lâu, các bạn thông cảm.
cái đậu hũ này các bạn lựa đậu hũ non á, mấy bạn ở chợ mua ở chợ về nhớ là tán ý là gần mấy bạn mới tán nhuyễn ra nha, tại ở chợ chậm thôi, mấy người mà ta mua cá này kia họ cũng bóc bóc về rửa lại một lần nữa cho nó chắc, rửa nhẹ nhẹ thôi cho nó sạch sẽ bụi rồi bớt những cái tạp chất đó. Rồi mấy bạn tán nhuyễn ra. Cái món của mình gần xong rồi các bạn, thì để kết thúc cái món này để mình cho ra dĩa thì các bạn cho thêm một ít hành lá mình sắt sẵn vô nha. Vậy là xong rồi các bạn, bắt đầu mình cho ra dĩa các bạn. Nè các bạn, cái dĩa mà cải mình đã xào xong đó các bạn thấy bắt mắt không? Cái đậu hũ với lại một ít bột nghệ bạn để chút xíu thôi nhưng mà nó lên màu rất là dữ, nó vàng đẹp ghê không? Ở trên này mình có cho nó thêm lên một lớp tiêu nữa các bạn. Rồi ẩm thực chay xin chúc mấy bạn có một bữa ăn ngon miệng vui vẻ nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy nhớ bấm like và bấm chuông để theo dõi những video mới nhất nha mấy bạn.